Với sự đồng hành của nhà tài trợ Samsung Galaxy A12, dẫn đầu công nghệ với bộ 4 camera 48 megapixel ưu việt, camera macro chụp cận cảnh, hiệu năng mạnh mẽ bậc nhất. Hay, đúng là trớ trêu và léo lêu mà, ý lộn, éo le mà. Con dâu á thì tưởng đâu mẹ chồng tới ứng cử làm ô xin. Còn mẹ chồng vì muốn tìm hiểu hoàn cảnh của con cái mà cắn răng chịu đựng. Cũng hên là phút cuối người ta hiểu nhau, mọi sự đều êm đẹp, đúng không em? Tết là cái dịp đoàn viên, là gia đình sum vầy, nên muốn có hội ngộ thì làm ơn báo trước, đừng có hội ngộ bất ngờ, nhiều pha khó đỡ. Nhưng mà đến với Tiếu Lâm Hội này thì những pha khó đỡ này nó vươn lên tầm quốc tế rồi. Xin mời quý vị đến tới gian hàng tiếp theo, đó chính là Đại lý ô xin quốc dân. Tết nay em không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà. Tết nay anh không thèm chơi hoa, vì tiếng cười em như chứa cả mùa xuân. Đến bà hát cái bài gì mà buồn dữ vậy? Ok, mùa xuân đến rồi, này cô bác anh chị ơi, giận nhau làm chi đầu năm mới? Chuyện cũ mình bỏ qua, qua ô dè dè, mình cười lên ha 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 ha, ô dè dè. Ai vậy? Dạ, anh là ai? Anh vô đây làm gì? Anh muốn kiếm ai? Anh định vô anh tìm công việc mà anh nghe hát xong anh cảm giác. Tụi em hát cho vui mà. Ủa anh. Lúc nãy xin hỏi ai hát vậy? Em mày muốn tập làm thơ đi nha. Anh mắc cười quá. Cái công ty của em bây giờ cũng không có làm việc đâu. Anh muốn kiếm người làm việc Ozin thì qua Tết đi. Ozin công ty em về quê ăn Tết hết rồi. Không làm gì. Tụi em Tết. Ơi, anh biết là tụi em làm phải có lịch trình đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà thật sự là trong Tết năm nay anh rất có nhu cầu, để anh cần người phụ cho anh. Hai. Anh trả lương rất là cao. Dạ anh ơi, thật ra thì anh có trả cao bao nhiêu á tụi em cũng không làm. Tại vì tụi em theo đúng quy định, Tết là phải về quê sớm tụ gia đình mà đó. Tụi em chỉ là người điều phối ô xin thôi chứ không phải ô xin. Anh biết là như vậy nhưng mà thật sự là anh rất có nhu cầu trong dịp Tết này đó. Anh sẽ trả lương cao gấp 5 lần. Dạ, không làm. Làm gì vậy? Làm Ủa vậy cuối cùng có làm không? Đây, đợi em một chút nha. Mấy đứa gấp 5 lần á, em đâu cần tiền. Thế sao không cần tiền quá chị? Cái này chị phá lệ luôn, chị không đưa vô phần của công ty mà phần riêng ba chị em mình. Chị ơi, thật ra chị cũng biết là Tết này em phải về quê. Em ăn Tết vậy là anh Minh An với lại má của anh, ôi chồng sắp cưới của em, tự nhiên em bỏ em làm rồi ai ăn Tết? Muốn em mất lòng má chồng em hả? Có cả năm vừa rồi kiếm đủ rồi chị ơi, em còn phải về với ba má biết, em nữa. Chị biết em không cần tiền, chị biết là em có bồ, em có chồng sắp cưới, em cũng có tiền luôn. Nhưng mà mấy đứa ơi, nhìn lại chị đi, cuộc đời chị không có cái gì ngoài có nợ hết á. Năm nào chị cũng phải về quê, chị e luôn ra chị trả nợ gia đình á. Liên quan gì em? Chị giả bộ năm nay chị đừng mừng nợ nó được không? Mấy bé ơi, mình họp nội bộ gia đình xong chưa? Xong rồi. Hai đứa bận rồi về quê. Dạ. Nên thôi thì em nhận. Tụi em bận thôi. Chứ chị này rảnh lắm. Dạ. Xôi luôn anh. Dạ. Nhưng mà trong mùa Tết này anh cần đến ba vị trí lận mấy đứa ơi. Có sao đâu. Ba dùng một. Một mình chị là ba vị trí. Đúng rồi, hết luôn luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa nó cũng bận lắm. Bây giờ không có em dồn vô em làm hết cho. Một mình em làm ba vị trí luôn. Dạ được không? Anh biết là em có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng mà ba vị trí anh cần rất là quan trọng. Vị trí thứ nhất, người yêu cũ. Hả? Vị trí thứ hai, người yêu mới. Vị trí thứ ba là ô xin phục vụ cho anh nguyên mùa Tết này. Anh ơi, ở đây là công ty ô xin quốc dân chứ không phải là bạn muốn hẹn hò anh nha. Tụi em không cung cấp cái dịch vụ đó. Dạ đúng rồi anh, thật ra tụi em là công ty ô xin chứ đâu có mai mối gì mà người yêu mới, người yêu cũ, nó không có thuộc chuyên môn của tụi em. Dạ đúng rồi. Vậy xin phép dạ. Trời ơi, em đứng lại đó. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi lại anh, cho em một phút. Nè, quá giới hạn rồi nha. Hai em chỉ là nhân viên của công ty thôi, còn chị là ai? Chị là
là sếp của hai em đó hả? Chưa đến lúc mà hai em nói chuyện đâu hả? Em nhìn đi đó, chúng ta chỉ có một chủ chính là khách hàng. Chị đi giúp chị. Làm nói chung là tóm lại là có đó. Được không thưa em? Được hai đứa nhận lời. Vậy nếu vậy thì thôi, cho anh hỏi thì ai sẽ là người yêu của anh? Ở đây chị này, chị làm được. Dạ. Chị giỏi nữa. Được. Anh sẽ đồng ý em làm người yêu anh. Người yêu. Nhưng mà là người yêu cũ. Người yêu cũ hả? Cũng được. Vậy thì ai sẽ là người yêu mới? Đây. Chị vậy? Đây nè, không anh ơi, em có người yêu rồi. Trong khi đây bạn em chưa có người yêu luôn. Đó, phù hợp là người yêu mới. Cũng được. Nhưng mà em xin được không? Em xin được không? Trời ơi, anh tay chân em thon thắt. À đây, nhìn nè. 1 2 3 4 nè, gồm. Hay quá em ơi. Nhanh không? Tại sao em có thể gọn gàng như vậy? Rất gọn gàng. Em rất là lẹ luôn á. Lẹ tay lắm. Hợp với Oxin. Em làm Oxin là hợp. Đây, người yêu mới. Không. Oxin cái gì á? Sao chị bắt người ta làm người yêu mới vậy? Không chịu đâu. Ba má em khó lắm, nam nữ thòi thòi bất thân, không yêu đương gì hết. Không. Có người ta đi thay. Chị làm người yêu mới cho em làm yêu cũ được chưa? Thôi nếu vậy không được thôi anh. Đáng đi, thử đi. Bây giờ tụi em chốt đơn rồi đó. Chốt đơn là như vậy, đúng không? Nhưng mà để anh cảm thấy được an toàn á, tại vì anh sợ khi mà gặp chuyện rồi tụi em không xử lý được. Mình thử cho anh coi. Bây giờ là Oxin thì đi làm việc đi. Dạ. Thôi. Đây. Mọi người yêu cũ nè. Dạ, Oxin làm việc. Giả bộ tụi mình đi vô công viên đi, ngoài đường đi ha. Hai đứa mình người yêu mới nắm tay nhau đã đi hẹn hò, cái mình nắm tay nhau, mình khoác tay nhau vậy đúng không, người yêu mới mà, cái mình vô tình mình đi là 2 3 đó. Ừ. Gặp nhau người yêu cũ đó. Ủa sao anh tâm lại có mặt ở đây? Đang đi dạo anh... sao anh lại có mặt ở đây? Anh cũng vô tình đi dạo, lâu lắm rồi mới gặp nhau đó. Anh có nhớ em không vậy? Chứ là anh nhớ em nhiều lắm không vậy? Anh nhớ còn nhớ em hả? Nhớ sao không? Ủa em ơi, khoan. Xí. Em ơi. Bộ gì kỳ vậy? Tại vì tại nãy anh chạm tay cái tự nhiên muốn nhớ anh cả đời luôn vậy. Trời đất ơi. Người yêu cũ mà nắm tay giống như bạn muốn hẹn hò vậy sao được em? Trời ơi, không có được. Nó là người yêu cũ mà anh không có nhớ gì hết à. Em là người yêu mới nè. Anh phải yêu em chứ tự nhiên anh nhìn nó giống như anh muốn lấy nó là sao hả? Hai tâm lý rồi. Còn em á, người yêu cũ mà nhìn thấy người yêu cũ á là em phải giận lên, em hiểu không? Em có ý kiến nha. Em thấy á là chị á hợp với cái tình huống là những cái người mà bị người yêu ta ruồng bỏ, bị người ta bỏ rơi mình, hiểu không? Chị là từng trải rồi cho nên là chị hợp với cái người yêu cũ hơn. Còn như bạn em, nào giờ nó ra yêu đâu? Với lại nó đâu có gặp những cái trường hợp đó mà chị kêu nó diễn nét vậy không hợp. Cho nên là bây giờ em ship nha, nếu như mà ship thì em ship. Đây hợp với người yêu mới nè. À, không được. Đây là người yêu cũ nè. Em thấy cặp này trẻ hợp với nhau hả? Không. Không, đây. Đúng luôn luôn. Vô tình anh sực nhớ ra rồi. Em đúng là ngu anh cần. Hả? Ủa? Ôi, anh... Trời, xoay một vòng anh coi. Má. Ơi. Trời ơi, nó đây nè. Trời ơi. Anh chịu chị rồi. Mẹ ơi. Anh ơi. Anh vừa kêu ai vậy? À, không, vô anh tình cho em hả? À, vô tình anh buộc miệng ra khi anh tìm được một cái người yêu đó thì anh cảm giác anh nhớ tới mẹ, anh gọi là mẹ vậy thôi. Thường á đàn ông á kiếm cái người yêu của mình hay người vợ mình có nét hao hao giống mẹ. Chịu chị tới chưa? Được, cái nét này hả đó. Chốt đơn cho anh. Chốt đơn ha. Trước mắt thì về cái ngoại hình, về những tất cả những cái đó là ok, anh hài lòng. Quan trọng là cái khâu phục vụ. Khâu phục vụ. À, bây giờ đặt trường hợp thí dụ như trong nhà anh, gia đình anh có một người bị bệnh. Không phải rồi, bị hả? Cái kiểu như là ngồi một chỗ á. Là anh đó hả? Giống như anh. Em là người yêu anh hả? Anh xỉn. Anh xỉn rồi, anh có giờ anh nằm xả lai. Nằm xả lai một chỗ. À. Anh cần tiếp nước, anh cần ăn uống, anh cần này nọ. Người đỡ đần đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh sẽ nằm xả lai cho mấy đứa phục vụ. Mà bây giờ ai là người làm trước anh ơi? Anh ơi. Em Oxin em vô làm. Không. À, Oxin là chỉ làm việc nhà thôi. Dạ. Còn cái công việc phục vụ chồng là phải để người yêu để vợ. Người yêu. Ở đây thì vô trước nè. 2 3 Cụ. Vô. Cái gì vậy? Trời đất ơi. À.
anh không ngồi rồi rỉnh mỡ rồi tới ngày đi nhậu hoài vậy? Tại sao vậy? Anh có biết là em yêu anh lắm không? Trái tim này dành trọn hết cho anh mà. Tại sao vậy? Sai xỉn tối ngày đi đêm về, rồi lỡ có tai nạn xảy ra rồi sao? Nó nói rồi, còn có một mình em trên trái đất này rồi sao? Đau bụng quá. Anh đau bụng. Đau bụng. À đói bụng. Đúng rồi, như vậy là nhậu nhiều lắm, trong người không còn một miếng đồ ăn nào, chỉ toàn là bia bọt thôi. Chú. Boy. Chú nhìn cái gì? Tôi nói nãy giờ chú không hiểu ý tôi hả? Đi vô trong bếp. Chị làm người yêu mới. Chú luôn. Vô. Hả? Tôi nói nãy giờ chú không hiểu ý tôi hả? Không luôn á. Đi vô bếp nấu bát cháo hành đi. Anh rất là thích ăn hành. Nhiều hành lên ít cháo lại. Em không chịu đâu. Anh là tình yêu của đời em và tối ngày đi nhậu. Làm như vậy là không đúng. Từ bây giờ trở về sau anh sẽ không để cho em phải lo nhiều về anh nữa. Anh sẽ tự ý thức anh lo cho bản thân. Anh không lo nhiều nữa. Trời ơi anh... Vợ chồng son nè. Hứa đi. Thương quá. Móc ngoe đi. Xem tí xíu nữa. Bị cuốn vô. Ủa gì vậy? Ủa đang đẹp luôn á. Đang đẹp á. Ủa sao vậy? Anh manh động quá à. Anh trai mà anh sổ sàng quá à. Anh thích cái bếp này quá. Vậy là anh chịu nhỏ đó em khỏi thử nha. Không. Hả? Nét này tạm để đó, tạm. Vô tình thì không biết anh thích ăn cháo hành nhiều hành luôn. Ủa vậy luôn hả? Còn cái anh vẫn cần tuổi trẻ cũng tốt nhưng mà kinh nghiệm tốt hơn. À thích tới, kinh tới nghiệm chị á, tới mà tới chị á, tới chị á. Đúng rồi, em thì chưa trải nghiệm đúng không, nên là nói với người mình yêu hơi sổ sàng á. Đây người có kinh nghiệm nè. Mà đi nhậu gì mà say xỉn dữ vậy nè. Trời ơi, chồng ơi là chồng. Nước. À, được rồi. Nước quá. Đây nè. Cái cách mà đối xử với những người xung quanh nè. Xin ơi. Dạ. Lấy giùm chị trên miếng nước. Dạ. Khát nước quá rồi. Thôi khỏi đi em. Thở đi. Để chị làm cho. Tại vì bổn phận của người vợ là mày tự tay á. Mình chăm sóc chồng á, nó sẽ tốt hơn. Nó thể hiện tình cảm của mình hơn á em. Tâm lý đang buồn quá, kêu ai phục vụ cho vui vui đi. Vui hả? Ừ. Em ơi ra múa. Em múa hả? Cô xin phục vụ. Dạ. Ủa đứng góc này nè, qua góc này. Anh ơi uống nước đi. Đang buồn, ta nói nó vui biết bao nhiêu. Em đã về rồi, ta nói nó vui biết bao nhiêu. Anh đã về rồi, cô xin này thú vị nè. Được không ạ? Được phải không anh? Anh trả tiền cho em là hợp lý, xứng đáng với con số tiền đó. Cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà lỡ sau này á mà ngồi một chỗ, có người ngồi một chỗ vậy luôn rồi, đối với em sao? Em vẫn phải chăm sóc cho anh. Trách nhiệm của một người vợ là phải luôn bên cạnh chồng và yêu thương chồng. Anh cảm thấy em rất là thích hợp luôn á. Em đáng để làm vợ. Hay quá. Em ơi, hợp đồng. Cái hợp đồng làm vợ liền luôn được không? Em sẵn sàng hy sinh tất cả để phục vụ cho chồng. Thì mình hãy làm hợp đồng đi. Cho anh xin cái hợp đồng. Dạ sao ý kiến hai đứa chồng? Làm liền gấp 5 lần á chị. Vô luôn. Không, kỳ này là anh muốn đặt điều kiện là làm vợ suốt cuộc đời luôn được không? Trời ơi, tì sao chị cái đó? 5 lần là riêng nha. Cái 5 lần chị sẽ nhường cho mấy. Em chuẩn bị sẵn cho chị đây. Chị cũng chuẩn bị sẵn cho chị đây. Anh, vậy bây giờ em đây em ghi ha. Ghi nè, hợp nè, đồng nè, làm nè, vợ. Hay quá, đúng rồi. Tôi tên là Nguyễn. Rồi. Tôi bằng lòng làm ô xin, làm vợ. Không, làm vợ. Ơi, đúng rồi, vợ cao cấp hơn ô xin. Em gạch chỗ ô xin đi. Gạch. Đó. Tôi có thể làm được tất cả việc nhà. Rồi. Thậm chí có thể cơm bưng, nước rót. Hay quá. Có thể đút cho chồng ăn. Anh chưa? Cảm giác như... Tươi quá. Có sức khỏe để lo cho giấc ngủ của chồng. Như rương ngủ nè, hát nè, trò chuyện với chồng nè. Chưa? Rồi. Chồng đi trước, vợ theo sau, không rời nhau nửa bước. Ơ, khoan, thêm giùm anh cái chi tiết này nữa. Sao? Em nguyện làm vợ của anh suốt đời, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không bao giờ bỏ chồng đâu. Em
viết nè, này này, truyền thông bao giờ hay giỏi. Hay quá. Chồng ạ, ủa chồng ơi, chồng tên gì ạ? Nguyễn Công Ninh. Chồng em là Nguyễn Công Ninh. Rồi em ký tên nha. Rồi em ký tên Nguyễn nha. Hải Yến. Hải Yến rồi. Đó, là ghi họ tên nè đó. Rồi, hay quá. Vậy là hợp đồng coi như xong. Rồi, đây. Anh ơi, ơi chưa. Không, 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 chị. Chi tiết không kể, em tình nguyện. Em tình nguyện. Anh không trời muốn. Trời ơi. Em tình nguyện luôn. Cho thêm một cái nữa đây luôn. Em tình nguyện luôn rồi, anh ký đi. Rồi, hay quá. Đưa đây Công Ninh ký nè. Trời ơi, Công Ninh ký rồi. Ninh ơi. Đúng rồi, giờ không quên mấy đứa đâu. Không quên ơi, mấy đứa không đâu. Rồi nha, đợt này chẳng những hết nợ mà còn giàu nữa. Chứ chẳng những hết nợ mà còn được làm vợ nữa. Trời ơi, trời ơi. Chúc mừng. Anh ơi, ai vậy? Ba. Ba anh á, để chị chào, chị chào. Dạ, con chào ba. Đã. Mới gặp ba lần đầu tiên mà kêu úp. Dễ thương quá ba. Ba chịu chị à. Dạ, con chào bác ạ. Con chào bác. Mẹ, mẹ không được gọi ba là ba. Anh, qua đây, qua đây. Ôi, Diên Kỳ. Hiểu rồi, có một ba đây mà anh đã gà em là mẹ của các con anh rồi. Anh nói ba đi, em là con dâu mà. Em á là vợ của mình anh thôi, anh Nguyễn Công Ninh nè. Hợp đồng Nguyễn Công Ninh là anh nè, đây là Nguyễn Ngọc Tiên. Hả? Mẹ Hải Yến là vợ của Nguyễn Công Ninh. Đúng rồi. Mà cứu chị em ơi, cứu chị không được. Đàn bà nói không là khó, nói khó là khó. Dạ. Đang đau khổ có nghĩa là xéo đầu, chị muốn xéo đầu em ơi. Sao mà té chị lỡ ký hợp đồng rồi. Chị gọi, chị gọi. Cứu chị. Sao nhà chết chị ơi. Hồi nãy chị còn điểm chỉ nữa mà. Ô xin. Ê, dạ. Đẩy ba theo mẹ. Dạ. Nhanh lên. Ê, cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Anh vô đây anh nói mơ mơ hồ hồ cái anh hại chị tôi vậy là sao? À, anh đâu có nói đâu, chẳng qua lúc nãy anh định nói rõ ràng rồi. Thôi anh đừng có nói vậy chứ. Anh mà ở đây nữa là tôi đánh anh đi. Em lên đi, tôi đánh anh bây giờ. Tôi đánh anh bây giờ. Đừng có đánh anh mà. Anh bây giờ. Cái tay này á, mà đánh anh, anh sẽ đau chỗ này mà. Thôi đi. Nè, bây giờ cái chuyện đó á, tính sao đi. Cái quan trọng là mình tính cái hợp đồng làm vợ của anh nha. Trời, tính gì không biết, nó chịu nãy giờ mà còn đòi tính cái gì. Có cái gì vậy trời đất. Chịu làm vợ anh rồi đúng không? Quá à.